Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến công viên Omega để xem thú rừng các bạn nhé. Thú rừng ở công viên Omega không phải là thú bị nhốt trong chuồng đâu, mà chúng được thả tự do trong rừng. Vì thế khi đi vào đây, bắt buộc chúng ta sẽ phải đi bằng xe và ngồi trong xe. Chúng ta chỉ được ra khỏi xe để nghỉ ngơi ở khu vực quy định mà thôi các bạn nhé. Vào công viên Omega, chúng ta lái xe đi theo đường mòn dài khoảng 15 km theo sơ đồ của công viên như thế này. Lái xe một chiều theo đường mòn qua các khu vực có đánh số thứ tự, cho phép bạn nhìn thấy các loài động vật hoang dã ở Canada như các loài nai, bò rừng, chó sói, gấu và cá v.v. và các loài chim trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Mới vào công viên là đã có một lũ nai đến đón tiếp rồi. Khi đi vào đây các bạn nhớ mua sẵn vài cái cà rốt để cho nai ăn các bạn nhé. Và các bạn cũng nhớ mở radio FM 90.1 để nghe họ thuyết minh về các loài động vật ở đây. Nói. Hello. Thôi hết rồi. Nè nè. Con này còn nó có con này giống con trùng lóc đó hả? Không. Cái tụi nai này con được người cho ăn như thế này rồi, nên chúng bạo lắm. Mình phải mở cửa một nửa như thế này, chứ nếu không là chúng thò nguyên cái đầu vào xe, không ngần ngại gì mà cho một cái hôn vào mặt bạn đó nhé. Chúng không phân biệt là nam nữ già trẻ gì đâu nhé. Đến công viên Omega, bạn nhớ đem theo ống nhòm để quan sát các loài chim hoặc các loài vịt trời, hải ly sống ở hồ các bạn nhé. Còn đây có bầy lợn rừng chạy lung tung chẳng ngán xe cộ gì cả. Wow, con này chắc là giống nai đỏ đây. Nó to cao sừng sững trong oai vệ chưa? Cặp sừng của nó thật là đẹp. Nhưng các bạn có biết không, cặp sừng này sẽ bị rụng xuống và mỗi năm nai sẽ mọc lại một cặp sừng mới đấy. Ôi trời! Lại còn phi phò cả nước miếng ra kìa. Lại chơi cao to với nai bằng củ cà rốt đấy. Thank you.
Đây có nhiều loại hương nai khác nhau như tùng lộc, nai đỏ, nai đuôi trắng, nai hoang khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng cái đám này chắc hẳn là hươu đốm, không sai vào đâu. Đây là khu vực bạn có thể quan sát những loài chim ăn thịt như đại bàng, kênh kênh. Nhìn anh đắm đuối lạ lơi, mắt nai huyền ảo gọi mời cõi mơ. Hồn anh lạc phát ngẩn ngơ, trái tim rung động thẫn thờ em ơi. Đó là bài thơ Mắt Em của tác giả Lãng Du Khắc ca ngợi mắt nai đó các bạn. Có bài hát Mắt Nai Thơ của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàng nói về nai như thế này: em bước nai ngơ ngác, đạp trên tuyết trời đông, con tim còn non dại, sợ cả giọt sương mai. Thơ hay thế, nhưng nai không có hiền đâu, bởi vì tụi nó chưa nổi cáu đấy thôi. Đây là giống nai đuôi trắng đấy, bởi vì đuôi của nó màu trắng đấy. Em mương cả trời mơ, mà mắt nai ngơ ngẩn, anh gom về sợi nhớ, dệt nên những vần thơ. Còn đây là khu vực của cáo bắc cực. Giống cáo bắc cực có lông trắng, nhưng tụi này ở đây lại lông đốm đen. Một bầy bò rừng, con bò rừng này nặng cả tấn với thằng chơi. Người ta đề bảng cấm cho nó ăn cà rốt, tụi nó mặc áo lên thì húc văng cả xe luôn đấy. Chúng nó nằm ì ra đường, đó ai mà dám đi qua.
Bạn đừng có đứng gần hoặc thò tay ra mà vuốt ve bò rừng nhé. Tính chúng bất thường có thể hất văng cả xe luôn đó. Còn đây là khu vực của giống ngựa hoang Shevatsky, được đặt theo tên của nhà tự nhiên học người Nga tên là Shevatsky, đã có công nghiên cứu và phát hiện. Đây là giống ngựa hoang gần như tuyệt chủng rồi. Từ năm 1960, từ 15 con trong sở thú người ta đã nhân giống lại trong môi trường tự nhiên. Thì bây giờ chúng chỉ có khoảng 2.000 con trên thế giới mà thôi. Ở chỗ này chúng ta thấy có quá trời nhiều ngỗng Canada. Đây là một loài chim di cư, ngỗng Canada mùa hè ở đây, sinh sản, sau đó vào tháng 11 sẽ bay đến miền Nam Hoa Kỳ để cho ấm hơn. Trên bản đồ, khu vực màu đỏ là nơi có thể dừng chân nghỉ ngơi ăn uống. Buổi trưa mình dừng ở đây để nghỉ ngơi và picnic trong rừng. Loài hươu nai ở đây rất hiền, thân thiện với du khách, chúng được cho ăn cà rốt no thôi. Đôi mắt em như mùa thu tháng 8, đang lấy dịu dàng trong sáng ngây thơ. Như mắt nai, luôn ngơ ngác mộng mơ, vời vợi thẳm sâu như hồ không đáy. Đó là bài thơ Đôi mắt em của tác giả Nguyễn Đình Huân. Rất nhiều bài thơ về mắt nai, vậy mà chẳng có cái bài nào tả cái miệng móm mém của nai ăn cà rốt cả. Anh chàng nàng mà khen cô nàng, em như con nai nhỏ ngây thơ, thì có chừng anh chàng khen em có mắt lồi như mắt nai, miệng móm và hàm răng hồ như nai đó nhé. Đây là khu vực nghỉ ngơi và vui chơi, có hệ thống cầu treo lắc lẻo trên cao. Bạn nào sợ độ cao thì chớ có leo lên cầu treo nhé. Mình đã lỡ leo lưng cọp rồi nên phải dán đi hết cái cầu treo này mới có chỗ xuống đó các bạn. Nghỉ trưa xong, bây giờ mình sẽ đi xe đến xem một nông trại kiểu cũ ngày xưa. Xe chở mình đến khu vực trên bản đồ ở đây. Thank you.
nông trại ngày xưa chỉ có tính cách gia đình, chứ không phải nông trại kiểu công nghiệp, nuôi thú sản xuất thịt, đại trà như ngày nay. Vì thế ở đây chỉ có bầy thỏ, bầy gà, vài con ngựa, vài con bò, vài con lừa và vài con dê mà thôi. Các bạn xem, cuộc sống thôn quê thật là thanh bình. Sau khi tham quan nông trại thôn quê, bây giờ chúng ta trở về lại khu vực đậu xe để tiếp tục tham quan tiếp công viên Omega. Biết không, ở các bản nai người ta cho biết rằng loài nai thường sinh sản vào tháng 5 tới tháng 7. Những con nai con khi mới sinh ra hầu như không có mùi và vì thế tránh được các loại săn mồi khác bởi chúng không có đánh hơi được. Nếu các bạn thấy nai con đứng một mình thì đừng đứng gần và vuốt ve, vì làm như vậy chúng ta vô tình để lại mùi cho nai con và nai mẹ vì thế sẽ bỏ rơi nai con, làm cho nai con bị nguy hiểm tính mạng. Bây giờ chúng ta đến thăm quan khu vực đó sói. Đứng ở cái nhà này chúng ta quan sát và nghe thuyết minh về loài sói. Ở đây người ta trình bày đặc tính các loài sói như sói xám, sói đen và sự phân bố của sói trên thế giới cũng như ngôn ngữ loài sói. Con sói này ngủ say như chết vậy. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi, bầy sói còn ngủ trưa chưa chịu dậy các bạn. Công viên Omega có đến 4 năm bầy sói, gồm sói xám, sói đen và cả sói bắc cực nữa. Bầy sói ở đây được khoanh vùng nên chúng sống an toàn. Loài sói trong tự nhiên có tuổi thọ chừng 5 năm vì chúng phải đấu tranh sinh tồn. Con sói ở đây rất có phước, chúng sống bình yên và có thể thọ đến 15 năm đấy. Bây giờ chúng ta đi qua khu vực các loài gấu như gấu quế, gấu đen. Chúng được khoanh vùng sống riêng nên an toàn. Trên đường đi ra, chúng ta thấy nhiều bầy nai cưu rất đẹp, lại có sân dương nữa. Nhìn chung hôm nay là một ngày đẹp trời, đi xem công viên Omega vui và thú vị lắm. Nếu các bạn đến đây thì nhớ đi buổi sáng sớm nhé, bởi vì đó là giờ thú rừng đi kiếm ăn, như vậy sẽ có cơ hội nhìn thấy thú rừng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn các bạn lần sau.